Nam Minh rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Thế giới chuyển động kỳ này. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị với đề tài Cuộc tranh đua quyết liệt thế đa số ở Thượng viện Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm 2020 vừa qua, ngoài cuộc đua vào ngôi chủ nhân của Tòa Bạch Ốc, còn có cuộc bầu cử toàn thể thành viên Hạ viện và hơn 1/3 thành viên Thượng viện Hoa Kỳ. Đến nay, kết quả tạm thời cuộc đua tranh chiếc ghế tổng thống cho thấy đã nghiêng lợi thế về ông Joe Biden, cho dù Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thừa nhận và tiếp tục khiếu kiện về những gì mà ông gọi là gian lận phiếu bầu. Bên cạnh đó, nhiều nơi vẫn còn tiếp tục kiểm phiếu để xác nhận kết quả bầu cử lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Về Hạ viện, đảng Dân Chủ tuy mất đi một số ghế nhưng vẫn còn tiếp tục giữ được thế đa số, nhưng ở Thượng viện, cuộc đua thật là khít khao. Có thể nói cuộc đua tranh ở Thượng viện với mục tiêu giành thế đa số có ý nghĩa rất lớn lao trong thời điểm hiện nay của chính trường Hoa Kỳ. Theo kết quả đến nay, thì đảng Cộng Hòa đang tạm chiếm lợi thế khi đã có được 50 ghế và đảng Dân Chủ là 48 ghế. Chỉ còn 2 chiếc ghế đại diện cho tiểu bang Georgia là sẽ quyết định trong ngày bỏ phiếu ngày 5 tháng Giêng năm 2021 tới đây. Cả hai đảng đang dồn mọi nỗ lực vào cuộc đua sóng mái này. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Nam Minh sẽ trao đổi với cùng nhà báo Lê Đình Bì những gì liên quan đến cuộc tranh đua quan trọng này. Dạ, Nam Minh xin chào nhà báo Lê Đình Bì ạ. Dạ, trước hết thì xin nhà báo nói rõ là tại sao tất cả các tiểu bang khác đều đã có kết quả cuộc bầu cử thượng viện mà tiểu bang Georgia lại chưa có ạ? Và có phải vì Georgia trước đây là một tiểu bang thuộc đảng Cộng Hòa mà nay đang bị làn sóng xanh của đảng Dân Chủ xâm lấn nên cuộc đua trở nên quyết liệt hay không ạ? Chào cô Nam Minh, xin trân trọng kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, đây phải nói là một cái cuộc bầu cử hết sức là đặc biệt và hy hữu, vì có thể nói từ trước nay ít khi gặp cái trường hợp giống như ở tiểu bang Georgia lần này mà phải bầu một lần cả hai vị thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang tại cái quốc hội liên bang Hoa Kỳ. Tại sao như vậy? Tại vì thưa quý vị là nó có nhiều cái nguyên nhân, mà một trong những nguyên nhân là vì đây là lần bầu cho một vị thượng nghị sĩ hết nhiệm kỳ là ông Perdue và một nữ thượng nghị sĩ là mới thay thế cho một thượng nghị sĩ hồi năm ngoái, mà cái vị đó bây giờ phải nhằm có chỗ gọi là bầu trong một cuộc bầu cử đặc biệt này. Do vậy mà nó dồn cả hai cái vào một, do đó mà tiểu bang Georgia lần này phải bầu một lần cả hai vị thượng nghị sĩ. Trong khi đó là cái trường hợp này rất hiếm khi xảy ra, ở tất cả các cái tiểu bang đều không bao giờ, ít có trường hợp xảy ra những cái trường hợp như thế này. Lý do là thượng nghị viện á, với cái nhiệm kỳ một thượng nghị sĩ là một nhiệm kỳ là 6 năm và cứ có quyền là tái cử hoài, và không bao giờ thượng viện bầu cử hết một lần mà cứ 2 năm là bầu lại 1/3. Do vậy là 50 tiểu bang chúng ta thấy là có 100 vị thượng nghị sĩ, thì cứ 2 năm là bầu lại 33, rồi nữa là 33, rồi cái năm kế đó là 34, tức cho tròn 100. Thành thử rằng là người ta cứ luân phiên nhau như vậy và không bao giờ, ít khi xảy ra trường hợp như vậy. Và đây là một trong những trường hợp gọi là đặc biệt và hy hữu. Và thưa quý vị, nó có một cái đặc biệt nữa là sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ đó, cuộc chạy đua vào tòa đó là nó hấp dẫn và nó gay cấn đến phút cuối cùng, thì hầu như là các cái thế giới đều nghĩa là đổ mắt về theo dõi cái kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Thì nay là cái cuộc bầu cử ở tại cái cấp gọi là cấp thượng nghị sĩ cấp liên bang mà ở tại tiểu bang Georgia này cũng được báo chí quốc tế đề cập rất nhiều. Lý do tại sao? Thưa quý vị, đây là hai chiếc ghế gọi là phải nói là tối quan trọng để quyết định xem đảng nào, Cộng Hòa hay là đảng Dân Chủ, nắm thế đa số tại thượng nghị viện Hoa Kỳ. Và như chúng ta đã biết rằng là đảng nào nắm đa số, cái đảng nó có rất có lợi thế, nhất là đặc biệt ở tại thượng viện là nơi chuột thuần các cái vị trí cao cấp nhất về quyết định vấn đề gọi là tuyến chiến với các nước. Nói tóm lại là cái thượng viện nếu mà đảng nào nắm thì cái đảng đó có thể gọi là bỏ tay vì lãnh đạo hành pháp của Hoa Kỳ. Và do vậy cái cuộc đua hai cái ghế này nó có tính chất quan trọng. Là vì sao nữa thưa quý vị? Là vì cho đến nay là sau kết quả cuối cùng ở gần như là cuối cùng ở tiểu bang Alaska và tiểu bang North Carolina, thì hai chiếc ghế đó là nó thuộc về đảng Cộng Hòa. Như vậy hiện nay
cho tới giờ này á, thì Đảng Cộng Hòa đã có được 50 ghế thượng nghị sĩ và phía Đảng Dân Chủ có được 48 ghế. Còn 2 ghế khuyết là chờ cái cuộc bầu cử bổ sung, cuộc bầu cử đặc biệt gọi là runoff election vào ngày 5 tháng Giêng 2021 tới đây ở tại tiểu bang Georgia. Thì thưa quý vị, như chúng ta đã biết là trong cái quốc hội cũ đó, quốc hội 116 đó, thì thượng nghị viện 100 ghế đó là Đảng Cộng Hòa chiếm đa số với 53 ghế, Đảng Dân Chủ 47 ghế. Bây giờ Đảng Cộng Hòa đã được 50 ghế rồi, còn Đảng Dân Chủ được tăng lên một ghế là 48 ghế rồi. Bây giờ còn hai chiếc ghế này thì hỏi thử xem nó quan trọng tới mức nào. Đảng Cộng Hòa ở cái lợi thế là chỉ cần chiếm được một ghế nữa thôi là họ có cái thế đa số 51. Trong cái đó Đảng Dân Chủ muốn có đạt đa số ở tại Thượng viện thì phải giành luôn cả hai ghế, để lúc đó họ sẽ có ngang ngửa 50 Dân Chủ, 50 Cộng Hòa thượng nghị sĩ 100 vị. Và lúc đó cái lá phiếu quyết định sẽ dành cho vị chủ tịch Thượng viện, tức là Phó Tổng thống của Hoa Kỳ. Mà trong nhiệm kỳ sắp tới, theo như kết quả tạm thời bây giờ, thì nếu như liên danh ông Biden và bà Harris đắc cử, thì bà Harris là Phó Tổng thống đắc cử đó, thì sẽ là chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ tương lai, và lúc đó bà sẽ bỏ cái lá phiếu quyết định cho phía Dân Chủ. Như vậy, thêm như phía Dân Chủ đã chiếm được cái thế thượng phong đa số tại Thượng viện nếu như họ thắng hai cái ghế thượng nghị sĩ ở tại tiểu bang Georgia. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nói thêm một chút nữa là cái chúng ta cũng biết thêm một chút về cái tiểu bang Georgia. Đây là một trong 50 cái tiểu bang và của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, và nó thuộc loại cái về cái diện tích thì nằm ở trung trung, tức như là diện tích của Georgia đó khoảng 154.000 km2, tức như là nếu mà so với tầm cỡ quốc gia thì nó cũng thuộc loại quốc gia hàng trung trên thế giới, nó nhỏ hơn Cambodia một chút tí thôi. Còn dân số của tiểu bang Georgia là khoảng 10.600.000 người, là thuộc loại là cũng là một trong những cái tiểu bang là gọi là khá đông dân so với 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Thủ phủ của tiểu bang Georgia và là cái thành phố lớn nhất đó chính là thành phố Atlanta. Thưa quý vị, đây là một cái tiểu bang, nếu như trong cuộc bầu cử vào năm 2016 thì cái tiểu bang này là tiểu bang thuộc loại tiểu bang màu đỏ. Vì sao vậy thưa quý vị? Đây là tiểu bang có thiên hướng về Đảng Cộng Hòa. Trong 6 lần bầu cử tổng thống từ năm 1996 đến 2016 thì cử tri của Georgia đều bỏ phiếu cho tổng thống, cho cái ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Và cho đến nay là cả cái cơ quan hành pháp, lập pháp ở tiểu bang này cũng đều do các cái thành viên của Đảng Cộng Hòa nắm đa số. Đó là vì thống đốc là ông Kemp, thống đốc là ông Brian Kemp là Đảng Cộng Hòa. Hai vị thượng nghị sĩ mà kỳ này bầu lại đó là ông David Perdue và bà Kelly Loeffler cũng đều là Cộng Hòa. Về phía Hạ viện tại liên bang thì có 14 dân biểu của tiểu bang Georgia, trong đó có tới 8 vị của Đảng Cộng Hòa, 4 vị của Đảng Dân Chủ và 2 vị là hai cái ghế còn khuyết của phía bên dân biểu chúng ta không đề cập trong chương trình lần này. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là tiểu bang Georgia là từ trước đến nay là bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa, nhưng kỳ bầu cử 2020 lần này thì lại cái cán cân gọi là lệch về phía Dân Chủ do ông Joe Biden tạm dẫn trước Tổng thống Donald Trump mấy chục ngàn phiếu bầu, và hiện nay ở tiểu bang này đang kiểm phiếu lại bằng tay. Nhưng mà cái nhân vật mà phụ trách bầu cử tiểu bang nói rằng là cái kết quả chắc cũng không sẽ không có thay đổi bao nhiêu, vì mỗi lần mà kiểm đếm lại bằng tay như vậy nó chỉ chênh lệch là vài trăm phiếu, thông thường là cỡ như vậy mà thôi. Thì thưa quý vị, nói lên như vậy để chúng ta thấy rằng là cái cán cân đó bây giờ là trong những cái lần mà tuyên truyền gọi là vận động trước cái ngày bầu cử 3 tháng 11 2020 vừa qua đó, thì Đảng Dân Chủ hầu như họ muốn gọi là sân hóa. Nhưng mà thưa quý vị, rất là khó. Chúng ta thấy rằng là những cái chiếc ghế đặc biệt ở tại Thượng viện, thì dù như ông thủ lĩnh phe đa số Thượng viện là ông McConnell, rồi ông chủ tịch ủy ban tư pháp Thượng viện là ông Graham chẳng hạn, phía Dân Chủ đều nhắm vào những cái ghế đó để bững họ ra khỏi Thượng viện. Nhưng mà thưa quý vị,
không thành công, các vị đó vẫn bình chân như vậy, vẫn giữ được cái chiếc ghế của họ ở tại Thượng viện. Và do vậy, mặc dù như vậy, chúng ta thấy rằng Đảng Dân Chủ đã cũng đã có thành công khi họ đã chiếm được thêm một ghế, và bây giờ đang tranh giành hai cái ghế hiện nay, là đang chờ bầu cử ngày 5 tháng Giêng tới đây. Thì thưa quý vị, cái cuộc bầu cử 5 tháng Giêng tới đây nữa, nó có một cái điểm đặc biệt nữa là thưa quý vị, rằng là cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều dồn nỗ lực để vận động cử tri đi bầu. Thì thưa quý vị, tại sao như vậy? Tại vì trong cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 2020 vừa qua đó, thì có thể nói là đông đảo cử tri trên toàn liên bang đi bầu, không nói riêng gì tiểu bang Georgia. Vì sao như vậy? Vì thưa quý vị, đây là một cuộc nghĩa là gọi là bầu cử hết sức là gay cấn và hấp dẫn giữa hai cái liên danh của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ là đương kim Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden. Thì cái tỷ lệ cử tri đi bầu quá đông, nhưng đến ngày 5 tháng Giêng tới đây thì chỉ có bầu hai vị thượng nghị sĩ của tiểu bang đó mà thôi. Thành tự rằng cả hai đảng họ đang đổ xô về tiểu bang Georgia để vận động cái số cử tri theo họ để ra bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng họ. Vì sao vậy thưa quý vị? Vì ngày 5 tháng Giêng là thưa quý vị, là cái ngày sau ngày New Year của dương lịch. Thành thử là người ta vẫn còn là nghỉ ngơi là một. Thứ hai là đây là một cuộc bầu cử chỉ có hai nhân, chỉ có bầu cử thượng nghị sĩ thôi. Thành thử rằng là cái số cử tri họ đi bầu thường là ít lắm. Chúng ta cứ nghĩ đi, cái cuộc bầu cử khi nào mà cuộc bầu cử tổng thống kèm theo bầu cử toàn thể Hạ viện và Thượng viện như năm 2020 mà 4 năm một lần đó, hay sắp tới đây là 2024 chẳng hạn, thì rất là đông cử tri đi bầu. Nhưng mà bầu cử giữa nhiệm kỳ, thí dụ như 2018 vừa qua hay là 2022 tới đây là sao? Vì không có bầu cử tổng thống mà chỉ bầu cử 1/3 thượng nghị sĩ và toàn thể dân biểu Hạ viện mà thôi, thì cái số cử tri đi bầu nó ít đi, thông thường là khoảng 30-40% tỷ lệ cử tri đi bầu thôi thưa quý vị. Mà đặc biệt kỳ này chỉ có bầu có hai vị thượng nghị sĩ thôi, do đó họ sợ là cử tri sẽ không tới phòng phiếu, do đó cả hai đảng đều dồn tới để vận động số cử tri đã đi bầu ngày 3 tháng 11 vừa rồi hãy trở lại phòng phiếu để bầu cho ứng viên của họ. Đó là những cái điều đặc biệt của cái kỳ bầu cử lần này. Và cũng chúng tôi cũng xin nhắc lại, cuộc bầu cử đây là một cái vấn đề sống mãi cho cả hai đảng, vì cái vấn đề giành cái đa số phiếu ở tại thế đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ là một điều hết sức là quan trọng, thậm chí nó quan trọng tới cái mức mà một trong những cái gọi là nhân vật ở trong cuộc là ông thượng nghị sĩ Perdue, là ông đương kim đó, đang tranh giành ông tái tranh cử đó. Thì thưa quý vị, là đây là một cái vị thượng nghị sĩ mà gọi là ủng hộ tổng thống Donald Trump hết mình, và do vậy là thưa quý vị, là có những khi ông là ngay từ lúc đầu là ông không bao giờ ông công nhận cái kết quả của ông Biden và bà Harris thắng cả. Nhưng mà vì cái trận đấu mà sống mãi ngày 5 tháng 1 tới đây, thế nên khi ông vận động tranh cử hay là ông trả lời phỏng vấn báo chí là ông giống như ông quên cái tình thế đó đi, mà ông vô tình giống như phải công nhận cái sự chiến thắng của ông Biden và bà Harris. Là lý do là trong những cái câu nói ông giống như xác nhận là vì ông Biden và bà Harris đã thắng rồi, tức là làm chủ tòa Bạch Ốc rồi, thì do đó là phe Cộng Hòa phải làm sao giữ cho được thượng viện, và cho vậy phải vận động cử tri để bầu lại cho ông, để ông có được cái thế đa số, để Đảng Cộng Hòa có được thế đa số ở tại thượng viện mới có thể gọi là cán chân bỏ giò ông tổng thống, tương lai tổng thống được bầu là ông Biden. Mà như trong chương trình trước đây và cũng như chúng ta thấy rằng là báo chí Hoa Kỳ gần đây họ cũng có đề cập tới cái gọi là cái cụm danh từ bên tiếng Anh gọi là lame duck president cho ông Biden, là gọi là tạm dịch qua tiếng Việt rồi gọi là tổng thống Việt què, có nghĩa là tổng thống sẽ bị bỏ giò nếu như bị quốc hội do Đảng Cộng Hòa họ là cầm dịch. Thì nếu như Đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở tại thượng viện thì họ sẽ ngăn cản rất là nhiều cái lịch trình làm việc của phía hành pháp của tòa, họ sẽ ngăn chặn những cái gì mà họ không thích tòa Bạch Ốc tiến hành như thế nào, thì họ có cái quyền thẩm quyền nếu như họ chiếm được đa số ở tại thượng viện là như vậy.
Và được biết là kết quả tổng quát về cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 vừa qua cho thấy là cả đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đều không đạt được những gì mà họ kỳ vọng. Đã không có làn sóng xanh với chiến thắng cách biệt của phía Dân Chủ, cũng chẳng có việc lặp lại chiến thắng 4 năm trước như phía Cộng Hòa mong đợi. Và nhà báo nhận xét như thế nào về lợi thế của từng bên trong cuộc tranh đua tại tiểu bang Georgia lần này ạ? Thưa quý vị, để mà nói về cái lợi thế của từng bên, của bên đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ trong cái cuộc bầu cử hai vị thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Georgia, thì chúng tôi cũng xin nói thêm là như thế này nữa. Tại sao là những vị thượng nghị sĩ mà đương nhiệm như ông Perdue hay là bà Loeffler này đó mà lại phải chịu thua phiếu, hay không phải thua phiếu mà gọi là phải tránh cái vòng runoff lần này như vậy? Thưa quý vị, nó có nguyên nhân. Số là trong những cái cuộc bầu cử như thế này á, thì theo quy định của ở tiểu bang Georgia đó, thì có quá đông ứng cử viên, thành thử nó bị chia phiếu. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy rồi, trong cuộc bầu cử vừa qua đó, nếu quý vị để ý quý vị đi cử tri mà đi bầu để ý là trong cái số mà gọi là ứng viên tranh cử tổng thống á, thì thưa quý vị, không phải chỉ có Tổng thống Donald Trump hay là ông Joe Biden, mà còn thưa quý vị còn một số ứng cử viên nữa, nhưng mà đó là những cái nhân vật không có nổi bật, ít được phiếu cử tri, do đó chúng ta không có để ý đến. Nhưng ở cái bầu cử ở tại tiểu bang, ở tại địa phương thì nó khác. Những cái nhân vật đó có thể là được cử tri ở đó họ đều biết tới, họ mới ra tranh cử, thành thử ra là quá đông nó bị chia phiếu. Và chúng ta nhớ rằng là trong cả cuộc bầu cử địa phương ở tại tiểu bang Cali chẳng hạn, thì những cái cử tri người gốc Việt chúng ta cũng đã lâm vào cái tình trạng đó. Trong một khu vực nếu có 3-4 cử tri người Việt, ứng cử viên người Việt ra tranh nhau thì bị cái chia phiếu cử tri đi. Thì cái trường hợp ở Georgia cũng như vậy. Ông Perdue là đương kim thượng nghị sĩ, có quá trình phục vụ lâu năm ở tại đó rồi, nhưng mà khi ra tranh cử thì ông cũng không đạt được theo cái quy định đó, phải từ 50% cộng một phiếu nữa thì mới được là khỏi cần là bầu vòng 2. Nhưng mà vì đông quá, do đó ông không đạt được tới 50%, mà cái số các cái ứng viên khác họ cũng gần như là bắt kịp. Trong đó có một cái ứng viên nằm theo bám theo sát ông là một cái ứng cử viên của đảng Dân Chủ, là đó là ông John Ossoff. Đây là một cái nhân vật, đây là một cái nhà báo mà trẻ tuổi và đã có cái buổi tranh luận với cái ông Perdue ở trên truyền hình của tiểu bang Georgia. Đó là một cái nhân vật. Thứ hai là nữ thượng nghị sĩ vừa được ông thống đốc của Georgia bổ nhiệm thay thế của một thượng nghị sĩ nghỉ hưu vì lý do là sức khỏe đó, vào tháng 12 năm 2019, thì bây giờ bà phải ra tranh cử để làm cho hết cái nhiệm kỳ của ông thượng nghị sĩ đó là tới năm 2022. Thì thưa quý vị, là bà này vừa mới lên tạm thời lên thượng viện do ông thống đốc bổ nhiệm thôi, thành thử rằng là khi mà ra tranh cử như vậy có quá đông. Thưa quý vị, có đến 20 ứng cử viên, thành thử rằng là không có ai được nhiều phiếu hết. Trong đó là có ông mục sư của thuộc đảng Dân Chủ là ông Warnock, thì ông này được số phiếu cao nhất là khoảng 32%. Rồi cái bà thượng nghị sĩ đó lại là thua phiếu ông này, bà nằm ở khoảng là 26% phiếu bầu. Nhưng mà đó là hai người cao phiếu nhất nên được vào cái vòng bỏ phiếu vào ngày rất ở vào ngày 5 tháng Giêng tới đây. Còn lại là mười mấy cái ứng cử viên kia là bị loại hết. Đó là lý do tại sao mà có cái vòng bầu cử ngày 5 tháng Giêng tới đây. Bây giờ chúng tôi sẽ phân tích cái lợi thế như chúng tôi đã nói ở trên, là sao? Là hai vị thượng nghị sĩ này chỉ cần một vị của đảng Cộng Hòa đắc cử thì giống như đảng Cộng Hòa được đa số tại thượng viện, còn Dân Chủ muốn chiếm đa số là phải có cả hai ghế luôn, ở thế 50-50. Như vậy trong hai cái chiếc ghế này thì đảng Cộng Hòa lợi điểm như thế nào? Thì thưa quý vị, là đó là cái lợi thế về nghiêng về phía thượng nghị sĩ Perdue. Thưa quý vị, tại sao như vậy? Tại vì là trong cái cuộc bầu cử sơ bộ đó, cuộc bầu cử ngày 3 tháng Giêng 11 vừa qua đó, thì ông có chiếm gần số phiếu cao nhất, nhưng mà không được tới 50%, tới 47% rồi. Còn những người khác đều thua khá là xa. Ông hơn cái ông mà ứng cử viên đứng nhì là của Đảng Dân Chủ đó, là ông Ossoff, tới là 80 mấy ngàn phiếu bầu.
Thì đó là, và chúng tôi cũng xin nói thêm nữa là mặc dù là ông Perdue này có lợi thế nhưng mà ứng cử viên trẻ tuổi Ossoff này không có vừa. Tại sao như vậy không vừa? Vì là trong cái cuộc tranh luận ở trên truyền hình Georgia vào cuối tháng 10 vừa qua thì ông Perdue là đã thất thế trước cái ứng cử viên trẻ tuổi này. Đây là một ông Ossoff là một nhà báo điều tra và ông ta, thưa quý vị, ông ta đã nghĩa là gọi là tố cáo trước cái ban dân thiên hạ, trước cử tri Georgia về những cái hành động của ông Perdue là sao? Là nói là ông Perdue là theo sát nút tổng thống Trump và xem thường cái đại dịch COVID-19. Trong khi đó là ông có những hành động ngược lại, ông là lợi dụng cái dịch bệnh đó để ông là bỏ tiền vào đầu tư vào những cái cơ quan bảo hiểm y tế cũng như là bán tháo đi những cái cổ phiếu của các cái công ty hàng không. Đây là những cái vấn đề gọi là tố cáo, ông gọi là lật mặt cái gọi là cái mì dân đối với cử tri Georgia. Và thưa quý vị, cũng chính vì cái vấn đề này mà sau khi câu lạc bộ báo sau đó câu lạc bộ báo chí Georgia mời tranh luận lần hai thì ông thượng nghị sĩ Perdue ông đã từ chối, ông không tham dự tranh luận nữa. Thì đảng dân chủ họ đang vần vào cái chỗ này để họ đổ số đổ tiền về đó để vận động cho cử tri đó bầu cho ông ứng cử viên trẻ tuổi Ossoff để đánh bại cái thượng nghị sĩ Perdue. Thì thưa quý vị, là có thể nói rằng là trong cái vòng mà cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 vừa qua đó thì chênh lệch phiếu khá nhiều, nhưng mà đến cái vòng 2 này cái vấn đề mà lật ngược thế cờ là nó đã có thể xảy ra đối với cái ứng viên trẻ tuổi là nhà báo Ossoff của đảng Dân Chủ, cho dù là lợi thế vẫn nghiêng về phía ông Perdue vì không những phe Dân Chủ mà kể cả đảng Cộng Hòa cũng đang đổ dồn tiền về đó và các cái nhân vật cao cấp của hai đảng cũng đang dồn về đó để ủng hộ cho gà nhà của mình. Thì đó là cái thứ nhất, là chúng tôi thấy là cái với cái chiếc ghế của ông Perdue thì có vẻ như ông Perdue đang nắm thế thượng phong vì ông đang là thượng nghị sĩ đương nhiệm có quá trình phục vụ lâu dài cho tiểu bang ở tại Thượng viện Hoa Kỳ. Trong khi ông Ossoff là một cái nhân vật trẻ tuổi và đang nghĩa là gọi là đang kêu gọi cái sự ủng hộ của cử tri và để gọi là muốn sanh hóa cái tiểu bang Georgia. Tôi nói chúng ta nói, đó là cái ghế thứ nhất. Chiếc ghế thứ hai dành cho sự tranh chấp giữa bà Loeffler và ông mục sư Warnock. Thì thưa quý vị, theo nhận xét của báo chí Hoa Kỳ cũng như cả cái tin tức ở tại địa phương Georgia thì cái chiếc ghế này có vẻ nghiêng thuận lợi về phía Dân Chủ. À, tại sao vậy? Tại vì thưa quý vị, ông mục sư Warnock là một trong những nhân vật nổi bật của đảng Dân Chủ ở tại địa phương đó và được hầu như là cả cái nhân vật cao cấp của đảng Dân Chủ ở trên toàn quốc đều ủng hộ ông này cả. Và nhờ cái chính sách của ông Warnock rất là rõ ràng, trong một thời gian dài vừa qua ông vận động để giúp cho dân nghèo ở Georgia được hưởng cái chính sách bảo hiểm y tế về Medicaid của cái tiểu bang và ông muốn mở rộng ra tất cả những cái điểm đó, do vậy ông được lòng của dân chúng địa phương nhiều. Cũng chính vì vậy trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 vừa qua như chúng tôi đã nói, ông có thể ông là đứng đầu 32%, trong khi đó cái bà thượng nghị sĩ Loeffler chỉ có 26% thôi. Thành thử rằng cái chiếc ghế thứ hai này có vẻ như nghiêng lợi thế về cho ông mục sư Warnock độc lập của đảng Dân Chủ. Và thưa quý vị, như vậy thì có thể nói rằng là trong hai chiếc ghế đây thì cho đến lúc mà chúng tôi làm chương trình này thì tin tức ở tại cái địa phương đó thì đều nói rằng là một chiếc ghế thì đang nghiêng lợi thế cho đảng Cộng Hòa đối với thượng nghị sĩ Perdue và một cái chiếc ghế còn lại là nó nghiêng về cho ông mục sư Warnock của đảng Dân Chủ. Nếu như không có gì thay đổi mà cái chiều hướng thuận lợi giống như tin tức cả cái cơ quan truyền thông Hoa Kỳ đăng tải như vậy thì đảng Cộng Hòa sẽ giành được cái ghế của ông, giữ được cái ghế của ông Perdue thì họ sẽ có cái đa số 51 và đảng Dân Chủ giành được cái ghế của bà Loeffler cho ông Warnock thì đảng Dân Chủ sẽ có là 49 ghế thượng nghị sĩ, và như vậy là vẫn là phía thiểu số cho dù chỉ cách biệt có 2 phiếu ở tại Thượng viện
Hoa Kỳ mà thôi. Đó là theo cái hiện nay như vậy. Nhưng mà thưa quý vị là cái kết quả không thể nào nói trước được cả. Vì thực tế bầu cử ở Hoa Kỳ chúng ta đã thấy đó, có những người cách biệt rất xa ở trong vòng 1 khi quá đông ứng cử viên. Nhưng mà khi tới vòng 2 chỉ còn hai người thôi thì cái nhân vật số 2 họ có thể qua mặt, thậm chí tới mức là dễ dàng. Cái điều này xảy ra rất thường xuyên trong cả cái cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ, thưa quý vị. Kết quả cuộc bầu hai ghế thượng nghị sĩ ở Georgia sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với chính trường Hoa Kỳ và liệu ảnh hưởng này có kéo dài hay không ạ? Ảnh hưởng của cuộc bầu cử ở tại Georgia thì như chúng tôi đã trình bày là thưa quý vị, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cái chính trường Hoa Kỳ, vì ở cái thế đa số ở tại thượng viện Hoa Kỳ, mà thưa quý vị là cả hai bên hiện nay đang tập trung tối đa, bên Cộng Hòa thì tổ bên Đảng Dân Chủ là họ sẽ là thiên tạ quả đáng, còn bên Dân Chủ họ cũng sẽ là hứa là họ sẽ không có làm những cái gì mà gọi là như những cái lời mà phía Cộng Hòa tố cáo họ. Trong khi đó là họ lại có cái lợi thế là họ nói là nếu như mà quý vị bầu cho hai cái vị thượng nghị sĩ đó của Dân Chủ đó, thì có thể nói rằng là cái nghị trình làm việc của ông Biden trong tương lai, nếu như ông là được thừa nhận chính thức là đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ thì rất là dễ dàng. Và cái điều đầu tiên có thể nói là dễ dàng nhất là ông nói là tức như là cái kế hoạch kích thích kinh tế đó sẽ nhanh chóng thông qua, và có thể là những cái người thường dân bình thường, người dân chúng bình thường có thể nhanh chóng nhận được $1,200 mỗi một người. Thì đó là những cái lợi thế trong lúc mà đang gọi là vận động tranh cử hiện nay. Còn về cái ảnh hưởng, thưa quý vị, nó sẽ ảnh hưởng lớn như chúng tôi đã nói rồi đó, và nó sẽ ảnh hưởng bao lâu? Thưa quý vị, không lâu đâu. Tại sao như vậy? Nếu như cảm thấy là bất lợi cái gì đó quá đáng ở trên chính trường nhà thì cử tri Hoa Kỳ họ có quyền điều chỉnh. Họ điều chỉnh như thế nào? Thưa quý vị, chỉ trong vòng 2 năm thôi, từ đây cho tới năm 2000, cuối năm 2021 là bầu cho cái nhiệm kỳ 2022 của toàn thể quốc hội, của toàn thể dân biểu Hạ viện và cũng 1/3 thượng nghị sĩ của thượng viện. Thành thử rằng nếu như những cái vị dân cử bầu lên mà họ làm những cái gì mà trở ngại cho cái guồng máy quốc gia, hoặc là cử tri họ thấy bất lợi quá, thì 2 năm sau họ có thể họ điều chỉnh. Cái chuyện đó là cái chuyện đơn giản thôi. Thì như chúng ta thấy là lúc Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền vào năm 2016 thì Đảng Cộng Hòa đang chiếm cả tòa Bạch Ốc và cả Quốc hội. Nhưng mà 2 năm sau, tới 2018, bầu cử giữa nhiệm kỳ, thì Đảng Dân Chủ đã chiếm lại được cái đa số ở tại Hạ viện cho tới bây giờ chẳng hạn. Thì như vậy, nếu như có những gì trở ngại đó, thì cử tri trên toàn liên bang họ sẽ quyết định trở lại trong 2 năm nữa, là vào cuối năm 2021 để bầu cho cái gọi là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Tổng thống. Thì bầu 1/3 thượng nghị sĩ cũng như toàn thể cái dân biểu Hạ viện, lúc đó là cái lúc để mà cử tri họ sẽ quyết định để điều chỉnh lại cái tình hình của cái chính trường Hoa Kỳ là như vậy. Dạ, Nam Minh xin cảm ơn nhà báo Lê Đình Bì ạ. Kính thưa quý vị vừa nghe nhà báo Lê Đình Bì trình bày với đề tài cuộc tranh đua quyết liệt thế đa số ở Thượng viện Hoa Kỳ. Nam Minh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thế giới chuyển động kỳ sau.